Hay làm thêm được cái kênh nữa không, để anh quay cho không anh, mà anh tải lên cho em sửa. Anh sửa thì nhanh lắm, anh cảm giác anh sửa tên ấy nó cũng nhanh hơn cả em lúc tải lên cơ. Thế là nhanh đấy. Thế là nhanh rồi. Vì cái máy nó cũng yếu rồi mà, máy máy đấy phải cài lại Win. Không quay đâu mẹ, nhiều việc lắm. Mẹ người ta thi thoảng thôi, nhưng mà ý là mẹ bị loạn đầu óc ấy, thần kinh của mẹ vấn đề áp lực, mẹ thấy chưa, có áp lực phát là mẹ bị anh đuôi điên luôn, chửi luôn, không chịu áp lực đâu. Hay tạm thời anh cứ bảo thằng thằng Duy quay nhanh, đưa thẻ nhớ cho nó, thằng bảo thằng Duy nó quay nhanh. Xong là hai vợ chồng mình, anh đang đi kênh, xong là hai vợ chồng mình $2 triệu thế nhá. Ok chốt được. Vì mùng 8 tháng 8 nó mới đi học cơ mà, còn 7 ngày nữa cơ mà. Nhưng mà đấy hỏi hỏi gì biết xem ở đâu, nếu mà ở đấy thì thôi. Nhưng mà gì ngủ ở đâu ấy, ngủ ở đâu ấy.